Cái tên chưa đánh lúc nào cũng giao tranh mà tai hại quá. Everlasting damnation. Tough choice. An enemy has been defeated. Quá quên nu ngủ hay không. Your team has destroyed a tower. Ghê chứ ơi. Your team has destroyed a tower. Where do I go next? Ah!
ultimate. In a moment. Quá bất ngờ mà mình đánh cái này luôn, các bạn thấy là chúng ta đi cầu thủ mặc và đồ phù hiệu thì có sợ gì ai đấy. Thực nhân đam nó không mạnh nhưng mà rồi là không chơi được quần này, và mình đi đồ này cho nên đam nó yếu chưa lên được. Where do I go next? Onslaught. Nothing starts the day like a shot of viper venom. Retreat! Utmost power, everlasting damnation. Hey, tough choice. Nguyên thuyết của các bạn đam không mạnh nhưng mà vô đam thì tốt. Cho đồng đội đánh một support thực sự. Về anh em ơi, về đây. Keep an eye on Slayer. Dominating. Double kill. But they must see. I only want the best. Thôi và chương trình kết thúc ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúc các
đi được đi cơ. Your team has destroyed a tower. Chưa kết thúc được. Khả năng như đồ bàn nghỉ hết rồi. Đồng nghiệp cũng có mà. Tâu cầu cầu ra thích chạy chạy. Chương trình đã kết thúc. Các bạn thấy Maga đi theo cái đường thủ thế nào ạ? Thì sau khi kết thúc mình sẽ show cho các bạn xem cái thủ đô của Maga là chơi như thế nào. Thì ở đây thì mình nhắc là Maga là có hai cái hệ, một là hệ phép, hai là cái hệ thủ. Và để mình giới thiệu các bạn cái trang bị của Maga. Maga là phải lên như thế nào để mình cho các bạn xem. Đấy thì lối trang bị của Maga gồm có các chân hải thân, các cái đồ phụ trợ, và mình sẽ mặc 4 món thủ trước. À, đấy như hình người dưới đây, đấy, khuyên thất truyền, khuyên huyền thoại của bạn mơ, đấy rồi là dây khuyên cường và một chiếc hải thần. Còn ngoài ra hai cái món trên cùng này là cái hai cái món công hay công phép 40% công đấy, và cái gậy để hút máu. Thì nếu như các bạn lên đô như thế này, các bạn đi support thì khả năng các bạn chống chịu được rất là cao, và các bạn có thể hỗ trợ cho đồng đội gần như tối đa là tăng 5% sát thương, 5% công và giảm 10% sát thương. Như vậy đồng đội vừa công mạnh mà vừa thủ cũng rất là khá. Và chương trình giới thiệu cái tính năng cũng như là cái khả năng như hỗ trợ của Maga đến đây kết thúc. Và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình.